rừng làm cái gì? Thì vào rừng. Trời ơi, đứng này không vững rồi đòi vào rừng. Nếu mà có kiếp sau á, chồng chỉ có thích làm kiếp con dê thôi. Làm con dê nó sướng lắm. Con dê một ngày nó được 39 con dê cái kìa. Chứ không phải một mình em đâu. Thấy một đứa con gái nhá, bùi nó to này này này, nó mặc quần nó chỉ còn ngắn ngắn này thôi, chân nó tăng tưng, nó cứ từng tưng thế thì bố thằng cha nào mà chịu được hả? Đây này, anh nhìn đây, ấy chân trắng như này, dài như này còn không muốn à? Muốn ngắm mai nữa? Cất cái chân xuống đấy, đã đen còn lóng lóng, ngủ thì chỏ mông ra ngoài. Vợ ơi! Vợ! Cái gì đây? Vợ chồng gọi sao mà cứ cái gì là cái gì? Cái gì đây? Trời ơi! Lại đi uống rượu đâu về thế? Rượu... Đây mà uống rượu đâu mà phải hỏi? Ôi trời ơi! Dạ không! Đứng dậy sao nào? Hôm nào? Đứng dậy cứ phải từ từ chứ! Sao mà cứ bắt đứng dậy nhanh được? Nào đưa em dừng xe cho! Trời ơi, lại nốc ở đâu rồi? Cứ nốc cho lắm vào. Này, nói là uống rượu nhá, không phải được nói từ nóng nhá. Vâng, thì uống rượu đâu rồi? Uống rượu rồi đâu mà say thế này? Khổ lắm. Cứ nói từ nốc rượu là xúc phạm đến danh dự của thằng đàn ông đấy, hiểu không? Ôi trời ơi, không có ngày nào là tỉnh cả. Ngày nào cũng say, mà không hiểu làm sao mà bố mẹ đặt tên cho là tỉnh nữa chứ. Trời ơi, có khổ không? Say là say thế nào? Về nhà điện đây gọi vợ. Vợ phải già phải vâng chứ. Trời ơi, cái gì đấy? Trời ơi, ngày mọi ngày thì cứ suốt ngày gọi là ơi. Cái gì đấy thì có thế nào đâu. Hôm nay lại bắt đầu say rượu vào là bắt đầu lại thế rồi. Bắt bẻ vợ à? Không phải bắt bẻ. Nhưng mà chồng ngoan thì vợ cũng phải ngoan chứ. Vâng, thì ngoan. Thế bây giờ anh uống rượu đâu về mà lại say thế này? Hôm nay nhà thằng Tuấn kia nó làm nhà nó đào móng ấy, nó mời uống. Trời ơi, thế là đi qua là thấy nó đào móng, nó bắt đầu lại mò vào để uống rượu cái gì? Không phải thế. Thế bảo từ sáng mà đi ra vườn, bây giờ đi ra vườn hái rau về mà bây giờ rau đâu? Rau hết rồi. Trời ơi, ai ăn mà hết? Đi từ sáng bảo ra vườn để hái rau bây giờ về chưa mói mò mặt về mà trong khi đó rau thì không có mà lại say khướt thế này rồi. Em ra ngoài kia mà chém kia rau ai hào hết rồi ấy. Anh đi vào không thấy cây rau nào cả. Thế anh đã ra anh ruộng chưa mà bảo là không có rau? Thế đứng lên bờ nhìn thấy không có nữa thì đi về nha. Điêu nhá, điêu vừa phải đâu nhá. À rồi. À cái gì? Sáng nay nhá, em mãi không thấy về phải mò ra hái rau rồi đấy anh ạ. Thế thì em hái rồi thì anh không nhìn thấy là đúng con gì nữa. Rau thế mà phải nói à? Cả luống rau đầy thế mà kêu là ấy à? Vớ va vớ vẩn gì? Thấy như người ta đào móng nhà là bắt đầu là mò vào. Không phải đâu. Mình vào để chúc mừng chứ. Mò là mò thế nào? Chúc mừng cái gì? Có mang phong bì đi không mà chúc mừng? Đi vào uống rượu trực thì có ấy. Chúc mừng bằng mồm cũng được rồi. Cái tinh thần mới là cao quý. Chứ cái tiền bạc ấy, này chỉ là phù du rồi. Nghe chưa? Ôi, phù du cái gì? Không lẽ là bây giờ em lại đi làm lại giấy khai sinh cho anh? Bố mẹ đặt tên là Nguyễn Văn Tỉnh. Thế mà anh suốt ngày Nguyễn Văn say thôi. Không bao giờ thấy anh tỉnh bao giờ cả. Này, say trước từ sáng đến tối. Tỉnh năm đấy. Anh không bao giờ say nhá. Anh nói cho vợ biết thế này. Anh là một cái thằng chồng ngoan nhất cả cái thế giới này nhá. Ôi, thôi em lạy anh. Không, tha cho em. Vợ nói thế nào anh nghe đúng thế này luôn. Vợ dặn anh những gì anh nhớ như in. Không? Thật không? Thật chứ. Thế bảo đi hái rau không? Bây giờ về không có rau mà nhớ à? Cái đấy không tính. Vừa dần ăn, anh hàng ngày là đi ra đường là nhìn gái không được nhìn. Giờ... Thấy gái đẹp là cứ phải phất lờ đi như không có chuyện gì xảy ra trước mắt mình cả. Thế không? Giờ chứ. Nhìn thấy gái mắt chả hấu hấu vào ấy.
Không phải thế đâu. Em còn lạ gì cái bọn đó đâu. Mà đi tại sao mà lại bỏ mất cả dép, mà chân thì sứt thế kia, ngã ở đâu? Không cần biết phải ngã ở đâu cả. Để anh kể cho vừa nghe như thế này. Rồi, đi vào vừa, nhà. Không, vào nhà, đứng để đi. Anh phải nói. Anh phải nói đã anh mới đi được. Nếu đi vào ghế ngồi đứng mãi nó ở chân à. Anh không nói thì anh không thể đi được đâu luôn. Đấy. Thế một người đàn ông là phải làm việc gì là cứ phải dứt khoát. Đấy. Thế có chuyện gì lại chuyện say rượu cái gì? Này, em đừng nghĩ anh lúc nào cũng say rượu nhá. Trông kìa. Hôm nay anh cực kỳ tỉnh, anh không hề say luôn. Anh không tỉnh nhưng mà dép anh mất rồi. Đấy, chân thì rẹo rọ rồi. Anh nói cho vừa nghe này, đấy vừa mới đi qua cái ngoài cái ngã ba đấy, thấy một đứa con gái nhá, đuôi nó to này, nó mặc quần nó chỉ còn ngắn ngắn này thôi, thế chân nó trắng tinh. Ôi trời ơi. Nhưng chồng nói cho vừa biết rằng này, chồng không thèm nhìn. Với chồng vừa là trên hết, còn bọn chân dài đuôi trắng kia chẳng qua là của thiên hạ thôi. Lại nói chồng phép thèm rồi. Nhá. Lại nói phép rồi. Hết phép, đâu mà nói phép. Chồng nói câu nào chứ có thật câu đấy luôn. Thế anh bảo không nhìn nó, mà anh biết đùi nó to, nó mặc quần ngắn lên tận đây, mà chân nó dài thế này. Thế mà bây giờ bảo vợ là không nhìn. Không nhìn mà biết chân nó dài à? Vợ lại cứ nghi ngờ chồng. Chồng nói cho vợ một câu thế này này, nói một câu cho nó vuông luôn. Trời ơi. Chứ con gái đây là chồng không bao giờ thích. Không phải gu của chồng. Nhưng mà lúc này đi qua nó cứ đứng ở chỗ này này. Trong. Nhưng mà công nhận là nó còn thích thật. Thích thật. Thế chắc thật. Là à, hóa ra là chắc chắn là nhìn thấy con ấy đẹp quá, chạy theo nó là bỏ mất cả dép đúng không? Nó cứ từng từng thế đi, bố thằng cha nào mà chịu được. Thấy đùi nó trắng là thèm cái gì? Thèm gì mà thèm. Mà nhúc giận mãi rồi nhá, đi ra đường thấy gái thì phải nhắm cái mắt vào. Cháu cũng nhắm đấy, nhưng mà cứ nhắm bên này, cái bên kia nó cứ bở thì phải làm thế nào? Nó là cái đồ dây cụ. Làm cái gì? Áo cụ đó cô ạ. Con mắt trong vẫn nghe lời vừa bảo là nhìn thấy gái là cứ phải nhắm mắt vào. Trong nhắm mắt bên này, cái bên này nó cứ mở ra. Đến lúc trong lại che bên này, cái bên này nó lại mở ra. Đây. Trời ơi, thế mà kêu chứ anh có nhìn gái đâu. Không nhìn gái mà nó lại từng tưng tưng như thế à? Vợ ơi. Vợ con gì? Nó vợ là... Nhưng mà nhìn thấy gái đẹp vẫn thích thật đấy. Rồi, ông có làm đủ tiền để nuôi gái đẹp không mà ông đòi? Hả? Thế... Vợ ông đẹp thế này ông còn kêu cái gì nữa? Ông còn chê à? Chân tôi còn dài chứ còn trắng nữa chứ. Phải không đâu, chẳng qua tôi không thích mặc quần ngắn thôi. Người ta có gia đình người ta ăn mặc này đấy. Nhìn thấy chân trắng chưa? Chân... Ngắm chân vợ rồi chưa? Chân vợ vẫn trắng, vẫn đẹp. Suốt ngày chỉ uống rượu như rượu thôi. Mà chân vợ đẹp chứ mà lắm lông quá. Đây là lông à? Có tí là đẹp được cái gì? Chân vừa trắng nhưng mà chân vừa lắm lông lắm. Không trời phải không có lông ơi. Đâu chân lắm lông là mới là quân tử ấy nhá. Người ta bảo quân tử lông chân. Tôi là đàn bà nhưng tôi có lông chân tức là tôi quân tử. Từ trong Hà Tĩnh mò ra đây lấy được cô vợ đẹp nhất xóm rồi. Thế mà vẫn còn chê. Thế bây giờ thì muốn thế nào? Hả? Muốn thế nào là muốn thế nào? Đi gai nó nhìn thấy nó chân dài nó cứ đập được mặt chứ. Chồng có nhìn đâu. Thế chân vợ anh không dài à? Hả? Đây đây, anh nhìn đây này. Đây, chân trắng thế này, dài thế này còn không muốn à? Muốn ngắm ai nữa? Gật cái chân xuống này. Giờ chê cái gì? Ê, thử nhìn xem nào, chân có dài không? Vừa bỏ chân xuống ngay. Chưa? Chân thì cũng được. Nhưng mà nó hôi lắm. Hôi cái gì mà hôi hả? Nó lắm lông lắm. Lắm lông thì cạo đi. Việc cái gì đâu? Nên mà con gái chứ. Chân thì lắm lông nó còn hôi nữa chứ. Kệ bố tôi hả? Ông lấy tôi bao năm bây giờ bắt đầu tôi già rồi ông chê tôi lắm lông à? Ngày trước sao không chê lắm lông đi hả? Thì không phải nói là chê gì? Nhưng mà những người đàn bà mà lắm lông chân là những người đấy không quan tâm đến chồng nhá. Ôi trời ơi, thế em hỏi anh nhá, từ bữa ăn đến giấc ngủ thì em chăm lo cho anh như thế có khác gì đứa trẻ con không hả? Và bây giờ anh còn chê trách cái nỗi gì? Trách cái gì chứ? Em phải tự biết chứ. Tại sao mà đêm nằm ngủ em cứ chồng mong ra bên ngoài anh là thế nào? Ây da. Mặt thì cứ úp vào tường. Ghê đấy. Chồng mong ra người khác thì làm ăn cái gì? Tại anh hết nhá.
May là em không ngủ riêng đấy. Thế anh thử nghĩ mà xem, ngày nào anh cũng uống rượu, say xỉn từ sáng đến chập tối, đến đêm luôn, ngày nào cũng như thế. Nằm gần muốn ôm, quay sang để ôm chồng đi á, toàn mùi rượu nồng nặc thôi. Bố thằng nào mà ngửi rồi? Ông tưởng là tôi thích lắm à? Tôi cũng chán, tôi cũng bực mình lắm chứ ông có biết không? Bất chi đã đến còn lòng lòng ngủ thì chồng ra ngoài, ai mà chịu được? Thế bây giờ anh cứ bớt bớt cái rượu đi, mỗi bữa anh chỉ uống chén thôi, gọi là mỗi bữa uống như thế cho nó khỏe người. Đằng này đấy, mua cái bình rượu nào về thế uống cạn khon cả luôn rồi, còn mỗi chơi chẳng không mấy cái củ sâm mấy cái ấy thôi. Khỏe, anh thử xem là có ai như anh không? Mấy giờ vẫn còn khỏe đấy. Khỏe cái gì đấy, đứng vững mà khỏe. Không phải đứng đâu, đó này đấy, trong quy xuống để không khỏe không ai bắt anh phải quỳ đâu nhá. Khỏe khỏe cái gì, đúng rượu ra là dọn. Anh thử xem từ ngày anh nát rượu đến bây giờ nhá, chân tay này, xước sẹo này, không có cái chỗ nào là không có đây, bao nhiêu cái sẹo trên trán rồi. Anh thử nhìn xem nào, có ai chịu đựng được anh như em không? Nhưng bây giờ chồng khỏe à? Vậy khỏe mày phải đứng dạng háng lên kia hả? Đứng trên này không đứng chắc ăn, có đứng bình thường được không? Đứng lên này nó mới chắc ăn được nhá. Rượu chè suốt ngày, vợ lúc nào cũng phải lo lắng cho em, mà như con đàn bà khác thôi, em bỏ anh lâu rồi nhá. Không, không có chuyện đâu, không bỏ được đâu. Vì em lầm lông là con đen, không thằng nào thích đâu, chỉ có anh thích thôi. Chẳng qua đấy không thích thôi nhá, không phải là cái kiểu đấy. Người ta còn thương chồng thì người ta mới thế đấy, chứ người ta mà không thương chồng á thì đuổi về quê lâu rồi nhá. Thương thật hay thương giả bộ? Chả thương thật à? Thật, thương thật đấy. Thế không thương thật thì ai chăm lo cho anh suốt ngày hả? Bao nhiêu năm nay ai chăm lo cho anh? Thương thật gì? Vào giường ngủ đi. Ôi giời ơi, thế mệt gì vào nhà ngủ đi, thay quần đi. Không, phải có vừa mới xe ngủ được. Cắt cho, cứ đứng ở đây mà lải nhải mãi. Không, xe thì chồng cất được. Chỉ có nhiều vừa, cứ vào giường đi, cứ vào giường chuẩn bị đi. Vào giường làm cái gì? Thì vào giường. Trời ơi, đứng này không vững rồi đòi vào giường. Ông chỉ muốn ăn một cái đấm thôi nhá. Giường mới chiếu cái gì? Thì vừa bảo vừa thương chồng nhất mà. Những lúc chồng, thì vừa cứ chửi chồng là thế nào? Em nói thương ở cái chỗ này, thương là chăm lo cho anh này, quan tâm đến sức khỏe của anh này, người ta lo lắng cho mình hàng ngày này, chứ không phải là người ta thương là cứ động thương là lên giường, nghe chưa? Thương là bây giờ anh phải nghĩ xem là vợ thương mình như thế nào, thì mình phải bớt cái rượu đi, để còn có sức khỏe, để còn ở gần vợ con, để chăm lo cho vợ con nữa, còn phải lo làm kinh tế và nuôi vợ con chứ. Ai lại suốt ngày rượu chè, cứ thấy nhà ai có cỗ là bắt đầu mò đến. Anh thì xem là có khác gì cái thằng đi uống trực rượu không? Không phải uống trực, mà đây là mình đang chúc mừng. Mà chồng đó chứ vừa biết nó thế này này, vừa bảo là vừa thương chồng này, nói phun hết cả nước dãi ra mặt vợ rồi. Chỉ chẳng qua đó là phun ra để cho nó hết rượu thế thôi, có gì đâu. Đây thì xem là mồm thở ra lúc nào cũng toàn mùi rượu rồi, sợ quá nên mất đấy. Nhưng mà giờ chồng hỏi vợ, tại sao ban đêm ngủ thì vừa cứ chồng ngoan vào chồng, ban ngày thì vừa lại bảo là cái gì nhỉ, vừa bảo cái gì mùi rượu á, thì đêm chồng mong ngày mùi rượu thì làm ăn cái gì, làm ăn vào lúc nào? Thế em nói với anh bao nhiêu lần rồi, em bảo anh bớt cái rượu đi, để cho người nó tỉnh táo, để còn chăm lo cho vợ con, để còn gần gũi vợ con, quan tâm chăm không sóc nhau, chia sẻ với nhau thì mới có tình cảm chứ. Nói không được. Bây giờ anh dành thời gian cho rượu nhiều hơn là cho vợ con. Chồng, ai mà yêu thương nó đổi. Chồng nhớ nhá, chồng đếm ngón tay 1, 2, 3, 5, 7, 9 gì đấy, 1 tháng thôi. Vợ toán chồng mong vào chồng thôi nhá. Thế chứ không được đâu. Thế bây giờ anh có bớt cái rượu đi không? Mày bớt chứ cả. Chồng nói luôn này, nếu mà có kiếp sau á, chồng chỉ có thích làm kiếp con dê thôi. Mình có làm sao không đấy hả? Làm con người không muốn thì muốn làm con dê à? Làm con dê nó sướng lắm. Làm con dê là cứ đi qua chuồng cứ một cái là xong rồi, chứ không như em đâu. Cả tháng này toàn chồng không có chồng. Mà anh nói cho em biết luôn nhá, cứ con dê một ngày nó được 30
chín con dê cái kìa. Ôi trời ơi. Chứ không phải một mình em đâu. Anh nhá, anh chỉ có một vợ thôi thôi. Mà suốt ngày anh còn say xỉn, anh còn chả làm ăn gì được. Thế bây giờ anh mới làm con dê thì anh muốn chết sớm à? Hả? Mày, con dê nó có chết sớm đâu. Nó cần cứ đi qua chuồng mà con dê cái nó cứ bè bè một cái. Con dê được đi qua. Thế là xong có gì đâu. Ờ, thế là hóa ra bây giờ là đấy. Uống rượu vào là vế ví mình như con dê nhá. Con dê nó khác con người nghe chưa? Con dê nó có uống rượu đâu. Anh rượu suốt ngày rồi làm gì còn thời gian nữa để mà quan tâm vợ con. Làm gì có thời gian mà yêu thương vợ con được nữa. Vẫn yêu đấy chứ, tại vợ không yêu chứ. Chồng vẫn yêu vợ nhất đấy. Chứ không phải đâu, không yêu đâu. Thôi bớt cái rượu đi. Đi vào trong nhà này còn ăn uống. Nghỉ ngơi đi. Cứ đứng ở đây mà lải nhải mãi. Vâng à. Chị vào nhà này có vào đâu, định ngủ đây à? Làm ngay luôn à? Làm cái gì? Chị vào nhà làm... Đấy. Ừ, dồi ui, đi vào mà ăn uống đi ấy. Sao không để xong thế nhỉ? Gì đâu, đưa cái xe đây. Nào, đi vào nhà nghỉ ngơi ăn uống không? Nhanh lên. Chị cứ tưởng nào là vào... liên tưởng cái linh ta linh tinh nha. Tưởng là vào nhà làm ngay luôn. Ông mà cứ bớt cái rượu đi nhá. Tối nào tôi ngủ cũng nằm ôm ông nhá. Không phải nói nhiều. Bỏ chưa không? Bỏ thì cứ bỏ chứ sao đi bỏ. Đi vào nhà tắm rửa đây, rửa giấy đây. Cái gì tắm rửa cứ phải cái chứ. Ông mà cứ ngoan là cái gì tôi chiều hết. Ông phải suốt ngày cái rượu trẻ đấy, ai mà người ta muốn ở gần. Vào nhà. Vào thì vào cái gì phải xoắn nhỉ. Đi từ sáng mò mặt về bây giờ mới về lè nhè bắt bể vợ à? Tôi mà không yêu thương ông á, tôi nhắc đúng một ông lâu rồi nhá. Suốt ngày ở nhà này mà chiều chuộng mới định bợm ông gì đâu. Tại sao một mình vợ ở nhà mà có hai đống vỏ hạt bi ở đây? Tôi ngồi hai chỗ rồi tôi cắn đấy. Đừng nói là có thằng nào đến ngồi với vợ đây nhá. Ông mà cứ đi uống rượu đi nhá, không ở nhà mà lo giữ vợ á. Thằng khác phải đến hốt mất lúc nào không biết đâu. Không phải gì đâu. Trong cấm nhá. Chê tôi già tôi xấu à, chân lắm lông à. Trong cấm nhá, thằng nào mà lẻn vào với vợ á, trong đánh kích luôn đấy. Ờ, bây giờ mà ông không bỏ được rượu ấy, làm gì còn sức để mà đánh thằng khác. Tốt nhất là bỏ đi. Không phải là chồng chế vợ đâu. Nhất tài vợ chân lắm lông quá. Đi vợ, à? Vợ vừa lắm lông vừa đen. Ờ, kệ thôi, đi. Đi vào trong nhà đi, nhá. Rượu xúc này, vào nhà đấy. Vào thì vào cái gì phải xoắn. Dặn bao nhiêu lần rồi. Đi ra đường thấy gái thì không được nhìn. Thế mà thấy gái thì mắt cứ tâm tấp ra. Nước dãi thì cứ chảy dề ra. Vừa không được nói xe đâu. Vừa phải nói cho đúng cái quần vào. Bây giờ tôi mà biết ông dê gái thì nhá. Còn lâu tôi mới lấy ông nhá. Phải nói cho nó đúng cái này này. Vừa nát rượu vừa dê gái thì. Mắt thì phải tâm tấp. Mà mồm thì nó cứ phải tâm tấp nó mới đúng nhất. Ở nhà có bao giờ ông nhìn vợ không? Hả? Mà ra đường cứ ngắm gái thế nào. Có cái tật rất là xấu nhá. Không phải xấu đâu, vừa xấu lắm. Tên là tỉnh thì suốt ngày say. Nhưng mà ngày say nhưng đến tỉnh. Mai tôi đi khai sinh lại cho ông nhá. Không để cái tên tỉnh này nữa. Tên tỉnh cũng được thôi. Đi vào nhà ông, tôi cho một cái dép vào rồi nhá. Ngày say mà đến tỉnh nó được. Rồi ôi, lúc nào cũng nói lắm. Mồm nó như là mắm tôm ấy.